Chụp X-quang phổi có ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé không? Chụp X-quang thì sử dụng một cái tia xạ rất là nhỏ, trong trường hợp mà chỉ định đúng, tuân thủ nghiêm ngặt đúng thời gian và quy trình thì có thể không gây ảnh hưởng nhiều đến trẻ. Khi nào thì trẻ cần chụp X-quang phổi? Ở bệnh viện Hồng Ngọc chúng tôi thì khi mà chỉ định chụp X-quang, các bác sĩ tuân thủ rất là nghiêm ngặt. Các cái trường hợp mà sau khi mà hỏi bệnh và thăm khám rất là kỹ lưỡng mà bác sĩ nghi ngờ có tổn thương viêm phổi nặng hoặc các cái tổn thương như là tràn dịch, tràn khí màng phổi, áp xe phổi. Ở những cái nhóm bệnh nhân mà sau khi điều trị 2-3 ngày mà bệnh không thuyên giảm hoặc có nguy cơ tăng nặng, hoặc là trên cái nhóm bệnh nhân mà có các cái bệnh mãn tính, ví dụ như là bệnh phổi mãn tính, bệnh hen suyễn, rồi là ở bệnh nhân những cái bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch hay là đang dùng các cái thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ biến chứng ấy, thì bác sĩ sẽ có chỉ định chụp. Hiện nay tại bệnh viện Hồng Ngọc thì có sử dụng máy chụp X-quang cao tần thế hệ mới nhất của Hàn Quốc. Máy sử dụng lượng bức xạ nhỏ nhất nhưng vẫn cho hình ảnh rõ nét nhất, vừa đảm bảo an toàn cho bé, vừa giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh sớm, điều trị kịp thời, tránh các cái biến chứng nguy hiểm đối với trẻ.